Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội bị đề nghị kỷ luật. Chào mừng quý vị đến với kênh Chuyện Ngày Nay. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng đang đối diện với đề nghị kỷ luật từ cơ quan kiểm tra của Đảng. Vào sáng ngày 15 tháng 6, sau kỳ họp thứ 42 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, cơ quan kỷ luật của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và cựu Bộ trưởng Tài chính. Theo thông báo từ Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng cùng Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 đến 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Cụ thể, tập thể này đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, khiến Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước có liên quan đến các tập đoàn Vạn Thịnh Phát, An Đông và AIC. Những vi phạm này được xác định là gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức cần phải xem xét và xử lý kỷ luật. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trách nhiệm chính đối với những vi phạm, khuyết điểm này thuộc về Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 đến 2021 và các cá nhân. Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, cùng các cựu Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, ông Huỳnh Quang Hải, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bà Vũ Thị Mai và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2015 đến 2020, Đảng ủy Cục Kế hoạch Tài chính nhiệm kỳ 2015 đến 2020, Chi bộ vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, Chi bộ vụ Ngân sách Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 đến 2017, 2017 đến 2020, 2020 đến 2022. Về các cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ông Huỳnh Quang Hải, ông Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp, ông Nguyễn Dương Thái, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và ông Phạm Văn Việt, cựu Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Tài vụ Quản trị, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kỷ luật khiển trách Chi bộ vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017 đến 2020, 2020 đến 2022 cùng các cá nhân, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, bà Vũ Thị Mai, ông Võ Thành Hưng, bà Phan Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, ông Lê Ngọc Khoa, cựu Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tài chính. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét và thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 đến 2021 và ông Đinh Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng Tài chính. Ông Đinh Tiến Dũng hiện nay đang là Ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Hà Nội. Quy định 22/QĐ-TVK năm 2021 nêu rõ thẩm quyền của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, Ban Bí thư và Bộ Chính trị có quyền quyết định các hình thức kỷ luật đối với đảng viên, kể cả các đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Bí thư và Bộ Chính trị quản lý. Các hình thức kỷ luật bao gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ. Trong trường hợp cần cách chức hoặc khai trừ, Ban Bí thư và Bộ Chính trị sẽ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét và quyết định. Ban Chấp hành Trung ương là cấp quyết định cuối cùng trong việc kỷ luật đảng viên, kể cả ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư. Như vậy, việc kỷ luật ông Đinh Tiến Dũng sẽ tùy thuộc vào mức độ vi phạm mà sẽ do Ban Bí thư, Bộ Chính trị hoặc Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có 4 mức kỷ luật, từ nhẹ đến nặng, khiển trách, cảnh cáo, cách chức và khai trừ đảng. Thông thường, với các hình thức khiển trách và cảnh cáo, người bị kỷ luật vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Hình thức cách chức trong đảng thường dẫn đến hậu quả là cách chức trong chính quyền. Hình thức khai trừ đảng thường dẫn tới hoặc báo hiệu những hệ lụy nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như xử lý hình sự. Với đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Đinh Tiến Dũng có thể sẽ phải nhận một trong 4 hình thức kỷ luật nói trên. Nếu bị kỷ luật, ông Đinh Tiến Dũng có thể trở thành Ủy viên Bộ Chính trị thứ 7 trong khóa 13 bị kỷ luật, hoặc chịu các hình thức tương tự, chẳng hạn bị cho thôi chức nhưng không công bố là kỷ luật cách chức. Trước ông, đã có 6 Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật là các ông Phạm Bình Minh, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Trần Tuấn Anh, Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai. Ông Đinh Tiến Dũng, 63 tuổi, quê ở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ quản trị kinh doanh và cao cấp lý luận chính trị. Ông từng có 26 năm công tác tại Tổng công ty xây dựng Sông Đà, Bộ Xây dựng.
Trước khi được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội vào tháng 4 năm 2021, ông Đinh Tiến Dũng từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 4 năm 2021, Tổng Kiểm toán Nhà nước 2011 đến 2013 và Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình 2010 đến 2011. Ông Dũng được bầu vào Bộ Chính trị khóa 13 vào ngày 30 tháng 1 năm 2021 và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, cũng như đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15. Trong kỳ họp 42, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ cấp tỉnh ở các tỉnh Bình Định, Bình Dương, Long An và Bà Rịa, Vũng Tàu. Các cán bộ này bao gồm ông Lê Thanh Cung, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Cần, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Trình, cựu Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và ông Nguyễn Đình Kim, cựu Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định. Các quan chức này bị xác định vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong đó có liên quan đến việc lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Thanh Cung, Trần Văn Cần và Nguyễn Văn Trình bị kỷ luật cảnh cáo, trong khi ông Nguyễn Đình Kim bị đề nghị kỷ luật. Trước đó, vào đầu tháng 4 năm 2024, ông Nguyễn Đình Kim đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án và khởi tố bị can để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Kim hiện đang tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong một diễn biến khác, ông Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, cũng nằm trong diện bị đề nghị kỷ luật sau kỳ họp 42. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Yên đã có nhiều vi phạm về đạo đức, lối sống và trách nhiệm nêu gương. Cụ thể, ông Yên đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết ông Yên cũng đã vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, cũng như vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm của ông Yên được đánh giá là đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Ông Nguyễn Văn Yên, 58 tuổi, quê ở Hà Nội, có thời gian dài công tác trong ngành công an. Cuối năm 2006, ông là thư ký của Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Đến năm 2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Năm 2013, ông trở thành Phó Vụ trưởng phụ trách vụ theo dõi xử lý các vụ án của Ban Nội chính Trung ương. Từ năm 2015 đến nay, ông là Vụ trưởng Vụ theo dõi xử lý các vụ án, vụ việc của Ban Nội chính Trung ương. Những hành động và vi phạm của ông Yên đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, khiến dư luận không khỏi bức xúc và làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Việc xử lý nghiêm minh các vi phạm không chỉ nhằm mục đích răn đe và giáo dục mà còn nhằm khôi phục niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, những hành động kiên quyết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Đảng trong việc chống tham nhũng và sai phạm, đảm bảo sự trong sạch và vững mạnh của tổ chức. Những bước đi này hy vọng sẽ giúp đất nước ngày càng phát triển, ổn định và người dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Chuyện ngày nay sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Việc xử lý các trường hợp vi phạm không chỉ là bước đi quan trọng để duy trì kỷ luật trong Đảng mà còn là cơ hội để khẳng định cam kết của Đảng trong việc xây dựng một bộ máy trong sạch và vững mạnh. Những biện pháp xử lý kỷ luật này không chỉ nhằm mục đích răn đe mà còn để giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức của cán bộ, đảng viên. Với những diễn biến phức tạp và hệ lụy nghiêm trọng từ các vi phạm của các cá nhân và tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc duy trì kỷ luật và kỷ cương trong Đảng. Việc xử lý nghiêm minh các vi phạm không chỉ nhằm răn đe, giáo dục mà còn để khôi phục niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh hiện nay, những hành động kiên quyết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chính là minh chứng rõ ràng cho cam kết của Đảng trong việc chống tham nhũng và sai phạm, đảm bảo sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức. Việc xử lý nghiêm khắc những cán bộ vi phạm cho thấy sự quyết tâm của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng và xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh. Những động thái này không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng mà còn tạo ra môi trường làm việc minh bạch, công bằng cho các cán bộ, đảng viên. Hy vọng rằng, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Sự đồng lòng và ủng hộ của nhân dân sẽ là động lực to lớn để Đảng thực hiện thành công những mục tiêu đã đề ra. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Chuyện Ngày Nay.